Cuộc đời của nghệ sĩ Chí Tài. Hai vợ chồng chưa có con, hiện tại đang sống xa vợ. Thông tin nghệ sĩ Chí Tài đã qua đời vào ngày 9 tháng 12 do đột quỵ đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Việc ra đi quá đột ngột của nam danh hài làm ai nấy đều không tin đấy là sự thật. Cách đây 2 ngày, nam danh hài còn tham gia một sự kiện bóng rổ và khẳng định mình là một trong những fan trung thành của bộ môn thể thao này trong 30 năm. Khi nhắc đến cái tên Chí Tài, tất cả mọi người đều biết đến một người nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng với vai trò là một diễn viên hài. Ngoài ra, Chí Tài còn được biết đến như một nhạc công chơi guitar chuyên nghiệp. Chí Tài sinh năm 1958, là một nghệ sĩ nổi tiếng với vai trò diễn viên hài. Nam danh hài hoạt động chủ yếu ở hải ngoại, được biết đến là một bạn diễn ăn ý với Hoài Linh. Bà xã của Chí Tài là Phương Loan, cả hai kết hôn năm 1987. Cả hai đã có hơn 30 năm gắn bó với nhau và vẫn chưa có con. Vào những năm 1976, Chí Tài tham gia năng nổ các hoạt động nghệ thuật tại Phú Nhuận với vai trò chơi guitar. Năm 1981, nam nghệ sĩ sang Mỹ định cư. Thế nhưng niềm đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng bất chấp sự phản đối của gia đình. Chí Tài đã ghi danh và đi học khóa dạy đàn và một lớp nhạc jazz gần nhà. Sau đó, cha của Chí Tài bằng lòng cho anh một khoản tiền để mua thiết bị để cho anh lập thành một nhóm nhạc trẻ. Và từ đó, anh thành lập nên ban nhạc gia đình Chí Tài Brothers cùng với Chí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, Kiều Linh, Lê Huỳnh và Chí Tài. Con đường nghệ thuật xuôi trèo hơn khi họ gắn với trung tâm Thúy Nga từ Paris by Night 18. Sau đó, Chí Tài mở studio hòa âm, thu âm với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nhờ nét hòa âm mới mẻ, Chí Tài đã thật sự mở ra một hướng hòa âm mới cho sinh hoạt văn nghệ ở tại hải ngoại lúc bấy giờ. Năm 1977, Chí Tài thử sức lên sân khấu với vai trò diễn hài và vai diễn nhận được nhiều sự yêu mến. Chí Tài chia sẻ: 15 năm về trước, vào lúc thời điểm tôi tách ra khỏi Vân Sơn, hai bầu show đã ở Cali gợi ý cho tôi hợp cùng với Chí Tài. Nhìn thấy được cái duyên trầm ở anh ấy, cũng có thể tung hứng cùng với cái duyên bổng của tôi nên tôi đã đồng ý. Với sự kết hợp này đã nâng cánh cho cả hai thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Và điều đáng quý nhất đó là suốt chừng ấy thời gian mà hai chúng tôi chưa từng có một mâu thuẫn nào xảy ra. Đầu thập kỷ 20, Chí Tài chuyển hẳn qua vai trò nghệ sĩ hài và nhanh chóng nhận được nhiều người mến mộ. Anh gắn bó với nhóm kịch Thúy Nga, thường xuyên xuất hiện trong chương trình của Paris by Night. Sau một quãng thời gian dài hoạt động ở hải ngoại, Chí Tài quyết định song song hoạt động nghệ thuật ở trong nước. Nam danh hài được biết đến với những vở diễn dí dỏm đáng yêu. Với lối diễn có duyên, nam danh hài ngay lập tức nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ. Chí Tài về Việt Nam sinh sống và hoạt động từ năm 2000. Hiện tại nam danh hài một mình ở Việt Nam, còn vợ đang sống ở Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới.